Hi, xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong trò chơi Sekiro Shadows Die Twice. Hôm nay mình xuống vực sâu này mình đánh một cái thằng này cây. Thằng nó gác cái nguồn nước kìa. Trước tiên phải đánh con chó của nó. Rồi. Hình như con chó nó chết rồi, nó nghe động sao á, nó lên nó kiếm mình hay sao đó. Thì ngôi làng này là ngôi làng Mibu các bạn. Ngôi làng được cho là người dân bị mất trí hết rồi nha. Do bị con cái thằng tà tăng gì nó cho uống cái rượu sake đó. Cái rượu gì mà uống sake uống khác. Ê, nó kìa. Ui da, thằng áo tím. Đánh với mày một phen coi. Nó đứng nó gác cái nguồn nước ở đây nè. Đâm mày nè. Thằng mày cũng khá là nguy hiểm nha, mình đừng có đụng nó nha. Bánh nè. Quay da. Ôi ôi. Nó mất máu rồi. Ôi trời ơi, nó trưởng phép độc. Quá ơi. Nó dùng dấu dài nó đâm mày coi. Này hả mày. Ôi. Cái thằng này có cú đá lợi hại nha. Đá ra toàn là khói không à. Mày nè. Ê mày. Nó mất nửa máu rồi. Đâm mày nè. No. Nó mất hơn nửa máu rồi. Mày hả mày. Mày hả. Ê trời ơi. Mình sắp hết máu luôn rồi. Thằng này cũng khá mạnh nha, không có dễ chơi đâu. Đá mày nè, quánh nó nè. Áo tím hả mày. Giỡn. Má ơi, nó gần hết máu mình là chết rồi, tử một mạng rồi. Bà mày. Chết cha mày nè. Giá đánh tao tử một mạng hả mày. Chết à mày nè. Chết mày chưa. Xong mạng. Lấy tiền đi. Rồi bây giờ mình đánh xong cái thằng đó các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiến vào cái ngôi làng Mibu coi. Ngôi làng này được cho là nó có rất nhiều ma quỷ nha. Ở dưới đất nó đội lên. Đây. Giờ xài võ công gì đây? Ok, xài võ công hai mon. Cao tăng. Hai mon được cho cao tăng các bạn. Hai là cao. Đây mấy cái thằng này nó đi ra suối nó bắt cá vô. Đó. Ui ghê quá. Nhưng mà mấy thằng này cũng yếu chứ không mạnh lắm nha. Chém một dao là chết. À. Có điều bây giờ chắc phải đổi vũ khí. Bây giờ mình sẽ lựa một cái thương. Cái thương mà có thể là quơ một vòng là sẽ giết được rất nhiều cái thù nha. Đánh một thằng rất là rộng. Quánh hay quá. Chiêu này tuyệt vời quá anh em ạ. Bọn này cứ yếu chứ không mạnh lắm đâu. Hay quá. Mấy cái con quỷ này chứ nó yếu chứ mình bị nó bắt là mất máu lắm nha. Nó quýnh một cái mất máu lắm ạ. Mấy cái con quỷ mà nó đội mồ sống dậy nó bắt mình lại nó cắn mình một cái là thôi mất máu lắm đó. Quánh mày nào. Quá hay luôn. Đánh diện tích rất là rộng nha. Giao. Bọn này là bọn quái gì nó đi bắt cá ngoài ao kìa. Bọn này tá điền rút mạnh nè. Chỉ cần một cú đá thôi là nó cũng đủ chết rồi. Có điều là không phải để nó bắt dính nha, bắt dính thì chết. À cái bọn nó kìa. Nó thấy mình rồi, bay lên đây luôn. Vô cái căn nhà này chụp thằng quái nhân kìa. Cái sọt. Tôi là một cái sọt. Này. Cái sọt. À. Bình tĩnh đi. Ông là người quân tử à? Đúng vậy. Ôi lại trời lại Phật. Ông chính là một người quân tử. Ông cần hỏi ta điều gì? À, ta thật sự xin lỗi, nhưng nếu ông có câu hỏi gì thì ta sẽ trả lời với điều kiện là vẫn phải nằm trong cái sọt này. Chuyện gì sẽ đến với ngôi làng này vậy? Điều này tôi cũng cần phải biết. Trước khi tôi biết điều này, mọi người hoàn toàn bị mất trí. Trong lúc tôi bị hôn mê, nhưng tôi thoát ra được. À, sau khi tôi bị ném lên. Tôi rất khát nước, vì vậy tôi uống rất nhiều rượu sake. Và tôi chắc chắn đó là lý do làm tôi bị bay bổng. Tên trụ trì đôi khi đãi rượu sake cho chúng tôi.
Nhưng ngươi biết không, càng uống sake thì càng khát. Và chẳng bao lâu thùng rượu sake cạn. Mọi người khát quá nên đành phải ra sông để uống nước. Nhưng càng uống nước thì lại càng khát nước. Càng khát hơn, càng khát hơn. Uống nước bao nhiêu cũng không đủ. Vậy người dân làng ở đây bị gì? Tôi cũng không biết. Cái tôi biết là họ đều sợ lửa. Trong lúc tôi bị hôn mê thì tôi cũng sợ nữa. Ngọn lửa bất khả diệt. Thậm chí bây giờ tôi nghĩ đến tôi vẫn thấy ớn lạnh. Ngọn lửa bất khả diệt ư? Gã thợ săn Inuhiko bắt đầu đốt nhựa thông và khóa hắn ta trong căn nhà của hắn. Nhựa thông của hắn cháy rất lâu. Đó là một sự phiền tối. Hắn cũng chính là kẻ bị trục xuất khỏi làng. Hắn thích ăn thịt thú rừng. Đó cũng chính là lý do lão trụ trì không đãi rượu sake cho hắn uống. Vậy nhà của hắn ở đâu? Ở bên kia hồ nước ấy. Chính là căn nhà cuối cùng trên đoạn đường này. Còn về lão trụ trì thì sao? Hắn là kẻ quan trọng nhất trong ngôi làng này. Đi hết con đường đến bờ sông. Ở gần thượng nguồn nước ấy, hắn bảo chúng tôi rằng chúng ta hãy trở thành người dân của cung điện. Nếu các người uống đủ rượu sake, các người sẽ trở thành người dân. Hắn bảo như vậy. Người công dân của cung điện. Ta thật sự không hiểu hắn nói gì, nhưng đó là cái mà hắn nói. Tào lao bắt xế, tụi bay nghe lời mấy cái thằng tà tăng rồi đó. Mấy cái thằng thợ săn rồi đó, nó tào lao. Nó dụ bay đó. Ta sẽ đi xử tụi này, ta tìm kiếm tụi này coi, thứ nhất. Tìm cái thằng trụ trì đó. Tìm thằng thợ săn nó coi nó ở đâu. Ở dưới cái chiếc xuồng kia có cái món gì vàng cái xuống lụm coi. Đánh thằng này đi. Trời ơi. Má ơi, nó thấy mình rồi. Ô hô hô, chạy lại lội nước. Mà không biết cái ao này có cá dữ không nè. Ờ lụm đi. Một quả cầu Mibu. À đằng kia có cái gì sáng sáng nè, lụm luôn. Qua cái khúc này là có nhiều đồ quá. Giống như nó gầy bẫy mình đó. Nó bên dưới nó có mấy tù quỷ nó đội mồ lên á. À nó thấy mình nữa kìa. Ba mẹ nó. Yeah yeah. Ngon, xuống đây. Xuống xuồng đây. Trời ơi, nó cầm cái cây gì dài quá vậy? Ẩn quá. Ôi, nó phang cái gì kìa. Quánh mày nè. Quánh mày nè. Chết. Ôi. Nó đỏ là nguyên nha. Mấy con quỷ nó đội mồ nó sống vậy. Ê, nó trời ơi, nó lội ra nước. Nó lội ra sông nó được mình luôn, ghê chứ. Ui. Ghê nhỉ. Ê, bay lên. Cũng may mình lên nóc nhà nó không bắt mình được nha. Tụi nó vẫn còn thấy mình nha. Ôi. Nó nói chữ nguy màu đỏ lên đó là lúc đó là con quỷ đội mồ á. Quỷ đội mồ lên nó chụp giò mình đấy. Quánh mày nè. Cái chỗ này nhiều tài nguyên quá, đi lụm là sợ tụi quỷ đội mồ. Quánh mày rồi, lụm cái gì đây? Ê, trời ơi, quỷ đội mồ. Ê, chết mẹ rồi, trời ơi. Quỷ đội mồ nó bắt giò mình cho mấy con kia nó cắn. Ôi. Ghê quá. Đi một bầy với kìa, ghê, ôi, nó ném cái gì lên nữa kìa. Trời ơi, đây. Ghê quá. Chạy. Lội xong. Xong mình như có cá dữ. Ê trời ơi, chết mẹ, có cá thiệt mà. Má ơi, cái sông này nó có mấy con cá đỏ đỏ, cá chép dữ lắm nha. Cá bự gấp 3 lần mình nha. Leo lên đây có được không? Đứng lâu dưới sông cũng không được, sợ cá nó cắn. Ê, nó thấy mình nữa rồi. Ê, chạy thôi, hay quá. Uống bầu vô hết máu rồi. Cái ngôi làng thiệt là đáng sợ quá đi. Chạy đâu đi. Mấy cái món bảo bối đó, lần sau kiếm chỗ khác kiếm cũng được. Bây giờ tụi này nó bù đồng quá. Mà thiệt tình là chui vô cái lỗ gom này coi, xuống nóc nhà coi. Này, nhà này vô chưa ta? À chưa, làm cái gì kìa.
Một cục tro, tro tàn, tàn tro. Cho dùng để ném vô mặt cái tụi đó, tụi tụi quái. Má con gà này mẹ. Con gà chắc chục thằng nhậu quá. Gà gì mà bự to xác thế. Có giống gà nào lai lai. Nó không thấy mình nữa rồi. Quất thằng này. Ây da. Rồi nó thấy mà nó phát hiện rồi. Chạy chạy thôi chạy thôi. Coi chừng mấy quỷ lên mà đội mồ nữa. Ôi ôi. Má sao mấy anh dữ vậy trời. Ôi ôi. Má thiệt tình chứ. Ôi ôi. Tính đánh nó lụm mấy cái túi túi xu kìa. À. Dùng cái võ công cái đao này cái giáo dài này nó không không có nhanh bằng tụi đội mồ rồi. Đấy đấy bà mẹ đó kìa. Trời ơi. Ui ui. Ghê quá. Bay xuống sông luôn. Rồi bên kia sông mình trên chiếc xuồng này nó có ơi cá cắn mình. Ui 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 ui. Ui cá dữ quýnh. Trời ơi chém nó coi. À cá dữ vậy. Để thẳng đây qua bờ sông đây luôn. Ui 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 trời ơi. Ôi ôi cá dữ. Con cá màu đỏ. Giả mang thì chứ. Làm cái gì đây? Viên thuốc. Mẹ nó vỗ cánh nó, ủa nó đập đập nước rồi kìa. Đánh nó coi. May hả mày, may cắn tao hả mày. Ôi ôi hai con luôn. Quá dữ. À, cái thế giới này cái con gì cũng bự chân á. Gà bự gấp đôi. Gấp đôi con người. Khám phá chỗ này có đường lên không? Bờ cao quá, ơi con cá kìa. Nhưng mà nó lặn sâu quá mình không có được cho nó được. Âm thanh gì rùng rợn thế. Rồi quay trở lại bờ bên đây nữa hả? Bờ bên kia cao quá leo không được à. Quay trở lại chiếc xuồng này coi. Có chỗ leo lên được không? Ồ. Leo lên chiếc xuồng này coi. Má bên kia cái bọn nào cái bọn dân làng nó dí quá, không có đi được. Lên đây đi được rồi nha. Trời ơi trời ơi. Má cái bọn quái nè. Nổi một cốc tùm lum mà đi đâu cũng đây đây. Cái bọn này bọn một cốc. Có tiền kìa, lụm tiền cái coi. Đấy. Oh yeah. Hứ ai ai thấy rồi, chạy 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 chạy, bọn nó thấy mình. Mẹ con gà này nè. Con gà mắt dài con gà này. Mày đá tao mày. Trời ơi. Ah, fuck you. Con bà mày. Má gà mà sao mạnh như vậy. Mày hả mày. Chết bà mày chưa. Gà mắt dịch. Và cái game này nó có cái chiêu nhổ lông làm thịt gà. Làm được thịt gà tụi bay thấy bà luôn. Ôi, ôi, ôi trời ơi té nữa rồi trời. Chưa bay được chỗ này nó té rồi. Nó quay lại với chiếc xuồng hồi nãy nữa thôi. Cái con suối này mà bay lơ mơ là té thấy mẹ luôn. Ủa bây giờ mình quay lại cái bờ bên đây coi tụi nó thấy mình không. Mình sẽ cho chiến lược lòng chạy thiệt là nhanh. Ê ê ê nó thấy mình rồi. Chạy chạy thôi chạy thôi chạy thôi. Ôi 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 chạy thiệt nhanh ơi. Ôi ôi chạy chạy chạy. Quả nó dí kìa. Ôi trời ơi. Qua luôn qua luôn. Chết mẹ leo lên chỗ này không được tao ơi. Nó bu đông quá kìa trời. Ê ê ê thằng mập. Thằng mập sumo trắng. Ê. À đánh thằng này. Mình sẽ dùng cái võ công độc hồn đánh nó để cho nó đánh lại đồng bọn của nó. Ok. Thằng này mạnh lắm nha, sống dai nè. Oh yeah rồi. Mập đi đánh bọn bọn nó giùm tao đi mập. À, lụm cái gì đây. Thuốc chống độc. Hay quá. Đó 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 thằng mập nó ra tay đó. Ê con quái nó đánh mình nó chọi mình nè. Đây hay quá nó đánh giùm mình rồi. Bây giờ nhanh nhanh tới kiếm cái bức tượng gỗ của ông thần gỗ thôi để đánh dấu vị trí thôi. Các bạn thấy game này cho mình một đăng ký, một comment, một like nha.
Thấy rồi các bạn ơi, mình thấy vị trí con thần gỗ rồi. Mình tới đó mình lưu vị trí mới thôi. Hay quá, lượm được cái gì đây? Lại là viên thuốc. Viên thuốc này hồi máu được chút xíu cũng được luôn. Thấy bức tượng con thần gỗ rồi. Ok. Ủa ai vậy? Ai thấy mình nữa vậy? Mình sẽ lưu vị trí đây các bạn ơi. Xin chào ông thần gỗ. Ok, tôi đến đây rồi. Rồi mình đi tiếp theo. Như đường này nó dẫn dùng cái nghĩa địa nè. Tiếng đờn đẳng đẳng hả trời? Ai vậy? Hùng ma nữ à? Ê, cô gì ơi? Sao khóc vậy? Sao vậy? Tại sao cô khóc? Bởi vì ta buồn lắm. Cô buồn chuyện gì? Vì ta không biết tướng công Sakura của ta ở đâu và chàng đang làm gì. Ta đau lòng lắm. Nếu ta không thể gặp lại chàng nữa thì ít nhất ta cũng phải biết. Nhưng ta đã gửi rất nhiều lá thư, chàng vẫn không hồi âm. Và không ai biết chàng ở đâu cả. Thật tình tráng sĩ à, có thể cho ta biết tướng công Sakura của ta ở đâu không? Ta không biết. Ồ, ngươi cũng là kẻ nói dối. Tại sao mọi người lại giấu tướng công của ta? Gì vậy bà nội? Tướng công của bà ở đâu tôi đâu có biết, là tự nhiên cái là chém ta kỳ vậy? Ôi trời, ôi trời, trời kỳ vậy, kỳ vậy? Ai giấu chồng bà này nào? Ê, từ từ, làm gì bà nội? Bà này bà nhớ chồng với bà điên à, bà thành ma bà không biết rồi. Ui da, trời ơi trời, chém mà. Nghe nghe, đừng trách tôi nha. Bình sinh ta không muốn đánh đàn bà nha, ai da, ui dồi ôi, nguy hiểm nha. Nè, trời ơi là trời. Vô duyên tự nhiên ta đi qua cái hỏi chồng ở đâu, ta không biết, cái chém mà ta. Chém này. Ngon ha. Nhớ chồng mù quáng rồi. À, bà này bà chết thành ma bà cũng không biết nữa. Ui da. Võ công gì mà sexy. Ai da ai da. Ui. Võ công gì quỷ điệu vậy. Chém nè. Đừng trách tôi nha. Bình thường là ông ta không muốn đánh đàn bà đâu. Ây ui bay. Hay quá. Nó né được rồi. Ma nữ tìm chồng. Gặp ai nó cũng quýnh á. Ai không chỉ được cho nó tướng công của nó đâu là nó quýnh. Ây chém nè, tự nhiên tìm chồng cái đi đánh ta, ai da vô duyên thì chứ. Qua đây, trời ơi trời, ai da ơi ơi, nó chém cũng lợi hại lắm nha, ai da, ui da, quốc bà nè, chứ bà thấy dáng cũng còn trẻ lắm, còn mi nhon lắm, cũng khá là xinh, ui ơi, hay quá. Ây da. Rồi xong một mạng rồi. Còn tìm chồng nữa không? Còn tìm tướng công nữa không? Ui da. Nó chém quá. Ui da. Từ từ. Chém dữ vậy em yêu. Từ đó có cơ may dẫn em đi kiếm chồng em mà sao chém anh dữ vậy. Quá da. Ui. Trời ơi. Tính đâu mình kìa. Nó tính về mình. Mà để cho nó về nó mất máu lắm nha các bạn. Ui da. Ôi da. Trời ơi trời, mất chồng rồi, gặp đàn ông nào cũng nhào tới dê hết. Chết mẹ rồi. Ui. Má rồi, nó chém nhanh lắm nha. Đỡ. Ôi bay. Mình cố gắng mình đỡ nó để cho nó mất thể lực nha. Ui. Ôi da. Quánh nhà cũng yếu điệu quá. Đỡ nè. Ôi bay. Đạp đầu nè. Ui da. Quánh luôn. Ôi da, trời ơi. Đội cái thúng nó bí hiểm quá. Cái nón, ôi da bay. Chém nè, nó sắp mất hết thể lực rồi nha. Cái nữa, ôi bay. Nó gần mất hết thể lực rồi, ma nữ ơi. Ôi, cố lên. Ôi, má ơi. Bầu vô cái đi.
Nó chém, nó chém. Ui ui ui. Ôi da. Nó đánh nhau, ma nữ đánh nhau sexy nữa. Yếu điệu kìa. Ây da, ây da. Chém nè. Oh yeah baby. Tới đây, quánh, quánh, quánh. Ui bay, bay. Xong. Quánh rồi nè. Rồi, xong rồi em yêu ơi. Coi như là ma nữ là tiêu đời rồi. Rồi mình sẽ dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy hay cho mình một đăng ký, một like. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Hẹn gặp lại các bạn.